có nhiều người họ sinh ra trên đời này là họ nghĩ rằng là họ bị nạn dân tức là họ không được may mắn, họ đổ thừa là họ không được may mắn, họ đổ thừa rằng họ sinh vào trong cái gia đình nghèo, họ đổ thừa là họ không có tiền, họ đổ thừa là họ không có năng khiếu học tiếng Anh, rồi họ đổ thừa rằng là họ không có khả năng ra khởi nghiệp, tức là tất cả mọi thứ họ đổ thừa hoa chết và họ sẽ đổ thừa cho ông trời. Các bạn hình dung ra điều này không ạ? Tức là có những cái người mà bạn gặp á, cái gì họ cũng đổ thừa. À, và họ đổ thừa cho tất cả những ai liên hệ trong cuộc đời của họ, bạn bè của họ mà có liên hệ với họ thì họ cũng đổ thừa. Ba mẹ họ cũng đổ thừa, thầy cô dạy cho họ học rồi, họ về họ làm không được thì họ đổ thừa cho thầy cô. Nhưng mà họ làm được thì họ nhận cái đó là kết quả của họ. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Họ đổ thừa cho tất cả. Tuy nhiên chỉ có một người họ không đổ thừa, trong danh sách của đổ thừa của họ là nó có kín hết tên của tất cả những người, nhưng mà có một người họ không bao giờ đổ thừa, đó là chính cái tên của họ. Các bạn nhận ra điều này. Mình cũng là một người xuất thân từ người đổ thừa. Lúc xưa lúc nhỏ mình cũng đổ thừa dữ lắm các bạn ơi. Mà làm được cái gì là mình đổ thừa. Đạp xe đạp không được, mình đi xe đạp không được là mình về nó là do cái xe đạp này nó không tốt. Do đường nó khó tập. Cái thời nhỏ mình hay đổ thừa vậy á. Rồi hồi nhỏ mình hay nuôi cá cảnh á, cái con cá mình không đẹp là mình đổ thừa. Do cái con cá này nó xấu, cái gen nó không tốt. Cái gì mình cũng đổ thừa cho tới khi mà mình lớn lên, mình có một cái doanh nghiệp gỗ. Rồi cái doanh nghiệp mình nó thất bại, mình cũng đổ thừa do lính mình làm việc không có tốt. Cái tay nghề thợ mình không có giỏi. Và cái tính đổ thừa mình lãnh ra rất là nhiều hậu quả trong cái cuộc đời của mình. Cho tới một ngày bắt đầu mình mới nhận ra một điều: ai là người tuyển những người thợ đó vào nhà? Mình quyết thì họ mới vào, mình không quyết thì đâu họ vào. Rồi ai là người quyết cho họ làm ra những cái ghế đó? Mình không quyết thì ai mà quyết? Các bạn nhận ra điều nào mà? Và sau này mình mới phát hiện ra một điều rằng tất cả mọi việc trên đời này nó liên quan đến bạn, nó xảy đến với bạn, đều có phần đóng góp của bạn. Các bạn nhận ra điều này chưa? Bắt đầu từ cái ngày mà mình nhận lãnh cái trách nhiệm về mình á, thì bắt đầu từ ngày hôm đó, bắt đầu mình mới phát hiện ra rất là nhiều điều để mình học. Cái người mà có tư duy nạn nhân đổ thừa là cái mà chúng ta dễ dàng nhất chúng ta từ chối đi cái việc học, chúng ta từ chối đi cái việc phát triển, chúng ta phủ nhận mình là mình không biết cái việc đó. Mình cũng đã từng bị như vậy nên mình rất là hiểu những con người đổ thừa nó nhơ vậy. Chính vì yếu tố đó là cái cách đơn giản nhất trên đời này á là đổ thừa. Các bạn hiểu ra điều này chứ, đi bán hàng không được, đổ thừa đó là thị trường không ai mua. Cái cách đơn giản đó, cái đứa nó không học gì nó cũng đổ thừa được. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái cách tuyệt vời nhất trên đời này là chúng ta phải nhìn nhận về cái trách nhiệm của mình và học hỏi. Mình hay hỏi một số bạn, dù bạn đó là em đi kinh doanh cái sản phẩm nem chả này và em không có được khách hàng, thì lập tức mình hỏi lại bạn rằng là vậy thì nếu bây giờ có một cách mà để em có khách hàng, cách đó là cách nào? Bạn đó nói như vậy nè: em không có biết, em mới hỏi thôi. Mình mới nói là không được trả lời không biết. Cái người mà trả lời không biết là cái người vô trách nhiệm nhất. Hãy suy nghĩ, nếu một cách em biết đó là cách nào, hãy trong đầu nó suy nghĩ như vậy. Không được trong đầu suy nghĩ cái từ là không biết. Một cách bạn biết là cách nào, hãy suy nghĩ, hãy tập trong đó. Cách ta biết là cách nào, hãy hỏi trong đầu. Nếu một cách ta biết là cái đó là cách nào, cách ta biết đó là, thì lập tức một chút xíu sau bạn mới nói ra được cho mình rằng có thể là buổi tối em cầm cái cây nem đó và em đi từng cái quán nhậu một. Mình kêu tuyệt vời, một cách rất là tuyệt vời. Vậy cách thứ hai là cách nào? Bạn nói là cũng có thể là em đi ra công viên và em gặp rất là nhiều người công viên và em đi em mời từng người. Mình nói tuyệt vời, đã được hai cái rồi, vậy cách thứ ba là cách nào? Hãy suy nghĩ, bạn suy nghĩ rồi em biết mới có hai cách à? Mình nói no, hãy suy nghĩ tiếp, nếu có một cách nữa là cách nào? Lập tức bạn ngồi bạn suy nghĩ một hồi, bạn kêu đúng rồi, em đi vào cái quán ăn, những cái quán mà nó bán những cái sản phẩm liên quan tới em và em bỏ mối cho các cái chủ quán đó. Mà kêu tuyệt vời. Vậy hồi nãy lúc ban đầu là bạn nói bạn không biết, bây giờ bạn có bao nhiêu cách rồi? Bạn nói là có ba cách rồi. Vậy bây giờ nếu mà mình bắt bạn suy nghĩ thêm một cách nữa, đó là cách nào? Bạn ngồi suy nghĩ một hồi, bạn mà kêu có thể là em dùng cái Facebook của em. Mà kêu tuyệt vời. Vậy nó có nhiều cách đâu, có rất là nhiều cách.
chúng ta làm biếng, chúng ta hay đổ thừa, chúng ta hay đổ lỗi, chúng ta hay là nạn nhân của một cái gì gì đó. Còn khi mà chúng ta chịu suy nghĩ á, chúng ta đừng có đổ thừa, chúng ta đừng nói là chúng ta không biết, chúng ta nói là đừng có nói là tại thằng đó mà mình không có kinh doanh được, mình đừng có đổ thừa là tại do pháp luật mình không có kinh doanh được, mình đừng có thừa là do ba mẹ chúng ta không hỗ trợ nên chúng ta không có. Cái nhiều người họ sẽ ra họ cứ đòi hỏi, đâu có ai đó phải hỗ trợ họ mà họ không có tự lập, họ không có tự suy nghĩ ra. Vừa rồi mình chỉ cho các bạn một trong những cái cách khi mà các bạn mà rớt vào đổ thừa, các bạn thấy rằng là bạn làm không được, các bạn bất lực á, thì lập tức bạn hỏi mình có hỏi bạn tập trung vào một câu hỏi rất là tuyệt vời: nếu bây giờ xem như mình làm được việc này thì việc đầu tiên mình làm đó là cái gì? Trường hợp mà bạn không thể ra khởi nghiệp được, hồi giờ bạn hay đổ thừa vậy, bạn không tự tin mình vậy, thì bạn phải luôn tự hỏi với mình là nếu mà có một cách mà giúp mình ra khởi nghiệp được, đó là cách nào? Bạn dĩ nhiên bạn hỏi lần đầu cái đầu bạn nó chưa ra, thì bạn hỏi lần thứ hai, bạn hỏi lần thứ ba, đó là cách nào? Đi tập trung về tìm ký cách, và nếu mà tìm hoài không ra thì nhìn ra bên ngoài. Vậy thì cái người kia họ làm bằng cách nào, người nọ nó là, thì lập tức cái đầu của bạn nó đi ra liền, và nó quên đi cái lý do đi, nó quên cái đổ thừa qua một bên đi, nó tập trung cái đầu vào đi tìm cái cách để làm sao chúng ta làm được.